Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Phần mở đầu. Các hiện tượng dưới góc nhìn kinh tế. Tại sao ngà voi lại khiến voi dễ bị tuyệt chủng, còn thịt bò giúp loài bò sinh sản mạnh? Ở một số quốc gia châu Phi, những kẻ săn trộm săn bắn rất nhiều voi để lấy ngà, khiến loài voi bên bờ vực tuyệt chủng. Tại sao giá trị thương mại của ngà voi lại đe dọa sự sinh tồn của loài này, còn giá trị thương mại của thịt bò lại đảm bảo cho sự sinh sôi của loài bò? Kinh tế học giúp chúng ta tìm được câu trả lời. Vì voi là tài nguyên thiên nhiên, con bò là thuộc quyền sở hữu cá nhân. Voi sống ở vùng thảo nguyên nhiệt đới châu Phi, không thuộc về bất kỳ ai. Mỗi kẻ săn trộm đều có thể ra sức giết hại chúng để đạt được nhiều lợi ích. Những kẻ săn trộm rất nhiều, họ đều muốn có được lợi ích mà người khác không có nên voi sẽ bị bắn giết một cách điên cuồng. Con bò do tư nhân nuôi. Để kiếm tiền, mỗi người nuôi bò đều phải duy trì số lượng đàn bò của mình. Chính vì nhận thức này, nên ngày càng nhiều quốc gia châu Phi bắt đầu thực hiện chế độ tư hữu hóa đàn voi. Nhờ sự bảo hộ của chế độ này, sự tuyệt chủng của đàn voi được ngăn chặn một cách hữu hiệu. Hai, tại sao không nên tin các chuyên gia? Một nghiên cứu về những người vô gia cư ở Mỹ là một minh chứng cho thấy các chuyên gia thường không nói đúng sự thật. Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, một người tên là Miss Snyder bắt đầu hành động vì những người vô gia cư Mỹ. Ông cho biết nước Mỹ khi đó có khoảng 3 triệu người vô gia cư, tức khoảng 1% tổng dân số Mỹ vô gia cư. Điều này thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng vì đây là con số thống kê của chuyên gia nên không ai phản đối. Thế là đề tài này lập tức khiến công chúng toàn nước Mỹ chú ý. Snyder thậm chí còn đến quốc hội tỏ rõ tính nghiêm trọng của việc này. Được biết khi thuyết trình ở đại học, ông còn từng cho khán giả biết cứ mỗi giây lại có 45 người vô gia cư chết. Có nghĩa là mỗi năm nước Mỹ có 1,4 tỷ người vô gia cư tử vong, tổng dân số nước Mỹ khi đó chỉ có 225 triệu người. Giả sử Snyder lỡ miệng hoặc có khả năng phóng viên ghi nhầm, có thể là cứ 45 giây thì có một người vô gia cư tử vong, thì số người tử vong hàng năm cũng lên đến 701.000 người, gần bằng 1/3 tổng dân số nước Mỹ. Cuối cùng, khi có người chất vấn Snyder về tính chân thực của con số thống kê này, ông đã thừa nhận là mình bị ra. Vì khi ấy các phóng viên cứ truy hỏi ông con số cụ thể. Ông không muốn họ thất vọng. 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2008, Bernard L. Madoff, chủ tịch của hãng đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff, bậc thầy đầu tư, nguyên chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, do bị tố cáo liên quan đến một vụ gian lận kiểu Ponzi có giá trị lên đến 50 tỷ đô la Mỹ, đã bị các nhân viên cục điều tra liên bang Mỹ FBI bắt giữ trong một tòa nhà sang trọng tại Manhattan. Song song đó, hãng đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff do Bernard L. Madoff làm chủ, tổ chức tạo lập thị trường market maker lớn nhất của Nasdaq, một trong năm công ty môi giới hàng đầu của Nasdaq. Công ty môi giới lớn thứ ba của sàn giao dịch chứng khoán New York cũng bị phong tỏa. Bernard L. Madoff được các nhà đầu tư của ông gọi một cách thân thiết là Bernie. Đối với rất nhiều người, Bernie, một người Do Thái mập mạp, có nụ cười hiền hòa gần như là một con người không chê vào đâu được. Là người bạn tốt của tất cả mọi người, cũng là người ủy thác đáng tin cậy của quỹ gia tộc. Trong cộng đồng Do Thái ở Florida và New York, Madoff được rất nhiều người coi là thượng đế về phương diện đầu tư. Quỹ của Madoff được người trong giới gọi tắt là Quỹ Người Do Thái. Năm 1990, Madoff thành lập một công ty quản lý tài sản với tư cách là người môi giới niêm yết cổ phiếu thành công. Madoff tiến hành huy động vốn cho công ty quỹ này. Ông kết giao bạn bè rộng rãi ở các câu lạc bộ hoặc các tổ chức từ thiện, đồng thời lợi dụng một số nhà đầu tư đã rơi vào tròng của ông làm người trung gian, giới thiệu thêm nhiều khách hàng. Những người trung gian kia có thể nhận được hoa hồng, nên tất nhiên sẵn lòng làm trung gian. Nhìn bề ngoài, quỹ của Madoff là một hình thức đầu tư có rủi ro rất thấp, sinh lời ổn định. Trong một tháng có thể đạt được mức tăng trưởng đến 2%. Nguyên nhân đằng sau sự tăng trưởng là quỹ này không ngừng thực hiện các phi vụ mua các quỹ tăng trưởng và đặc quyền đăng ký cổ phần.
Tổ hợp đầu tư mang tính tổng hợp này luôn được người ta cho là có thể sản sinh thu nhập đầu tư ổn định. Theo cách nói của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, vào năm 2005, việc kinh doanh quỹ đầu tư của Madoff lần trở thành một vụ lừa đảo kiểu Ponzi mới. Mọi thu nhập trả cho nhà đầu tư đều đến từ ngày càng nhiều các nhà đầu tư mới gia nhập. Theo con số trước đó không lâu của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, cho đến tháng 1 năm 2008, quỹ của Madoff quản lý số vốn 17,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy tình hình năm 2008 không ngừng xấu đi, nhưng Madoff vẫn báo cáo với các nhà đầu tư rằng quỹ của ông vẫn đang tăng trưởng ổn định. Con số tăng trưởng này đến tháng 11 năm 2007 vẫn cao, mức mỗi tháng 5,6%, tăng bình quân 3,7% so với Standard & Poor's. Ngày 9 tháng 12 năm 2008, Madoff đột nhiên tuyên bố hãng đầu tư chứng khoán Bernard E.O. Madoff sẽ phân chia hoa hồng sớm. Mà theo thường lệ, hoa hồng của công ty đều được phân chia vào tháng 2 năm sau. Hành động bất thường này khiến con trai của Madoff lấy làm khó hiểu. Ngày 10 tháng 12, hai người con trai của Madoff chuẩn bị thảo luận với ông về vấn đề này tại văn phòng. Hai người con chưa ý thức được rằng công ty đã ở bờ vực phá sản. Chất vấn Madoff, nếu không thể chi trả cho nhà đầu tư, sao công ty có thể phân chia hoa hồng? Tối hôm đó, con trai của Madoff đến chỗ ông ở, thấy mặt Madoff có vẻ buồn. Madoff tiết lộ với con trai rằng, do một nhóm nhà đầu tư đòi rút vốn lên đến 7 tỷ đô la Mỹ, nên công ty gặp vấn đề nghiêm trọng về chu chuyển vốn. Sự thể phát triển đến nước này, Madoff chơi bài ngửa với con trai. Tất cả đều là gian lận. Ông buộc phải thừa nhận rằng, nghiệp vụ quản lý đầu tư của hãng Madoff về cơ bản là một cú lừa Ponzi lớn. Trong cú lừa Ponzi, rất nhiều tổ chức nổi tiếng đã bị lừa. Ngân hàng Santander hàng đầu Tây Ban Nha thiệt hại 3,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn có các ngân hàng Paris của Pháp, ngân hàng học sinh bán công châu Âu, hãng chứng khoán Nomura của Nhật. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Madoff, khi đó đã 71 tuổi, bị tòa án liên bang ở Otisville, New York xử 150 năm tù giam, phạt tiền 170 tỷ đô la Mỹ, sống phần đời còn lại trong nhà tù. Vụ lừa đảo đầu tư kéo dài 20 năm, lên đến 50 tỷ đô la Mỹ này là một sự chế giễu cực lớn đối với các nhà quản lý phố Wall, phố Wall, với toàn các nhà kinh tế học sao lại không vạch trần được cú lừa của Madoff, để ông qua mặt rất nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Một chuyên gia đầu tư có lý lịch hành nghề không tì vết gần nửa thế kỷ, một thủ đoạn lừa đảo không mới, một loạt những người bị hại giàu kinh nghiệm đã lừa dối chúng ta một cách hoàn hảo. Do đó, chúng ta không nên tin vào lời nói của các chuyên gia, mà cần có nhận thức tỉnh táo. Nếu cứ mãi làm kẻ phụ họa cho các nhà kinh tế học, thì người bị hại cuối cùng vẫn là chúng ta. Ba, tại sao các số liệu thống kê thường không đúng với thực tế? Công ty bất động sản ra sức rêu rao rằng khu bạn sống là khu cao cấp. Thu nhập bình quân hàng năm của hàng xóm nhà bạn là 20.000 tệ, còn cơ quan thuế của khu vực đó thì lại nhấn mạnh với nhà nước rằng thu nhập bình quân hàng năm của cư dân nơi đây chỉ có 2.000 tệ, cần được giảm thuế. Có người nói số liệu thống kê giống như hệ số Gini, con số nhìn thấy chẳng quan trọng, con số quan trọng lại thường không nhìn thấy. Chúng ta thường thấy nghi ngờ đối với các con số thống kê. Thí dụ thống kê về chỉ số giá tiêu dùng, mức lương bình quân. Chúng ta thấy vật giá tăng chóng mặt, nhưng chỉ số giá tiêu dùng được nhà nước công bố lại tăng trưởng âm. Thu nhập của chúng ta vẫn ở mức rất thấp, nhưng thu nhập bình quân mà nhà nước thống kê lại vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Số liệu thống kê do Cục Thống kê Bắc Kinh công bố cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động thành phố Bắc Kinh năm 2008 là 44.715 tệ, tăng 4.848 tệ so với năm 2007, biên độ tăng lên đến 12,7%. Nhưng trong thực tế, rất nhiều người thấy thu nhập của mình thấp hơn mức thu nhập bình quân của toàn thành phố. Do rất nhiều yếu tố như các đơn vị có ngành nghề khác nhau, quan hệ lệ thuộc khác nhau, tính chất đơn vị khác nhau, khu vực khác nhau, hiệu quả kinh tế khác nhau và vị trí công tác khác nhau, nên mức thu nhập về khách quan cũng có sự khác nhau.
chủ yếu do các nguyên nhân sau khiến thu nhập bình quân tăng. Chênh lệch thu nhập giữa các ngành nghề khác nhau tương đối lớn. Có đơn vị, thu nhập bình quân năm của nhân viên lên đến hàng triệu tệ. Ngành tài chính vẫn ở đầu bảng thu nhập bình quân. Thu nhập bình quân cao nhất và thu nhập bình quân thấp nhất chênh lệch đến hàng triệu tệ. Ngành có mức lương bình quân thấp nhất là ngành dệt may và giày da. Số liệu thống kê năm 2008 cho thấy trong số các ngành nghề có mức thu nhập bình quân năm tương đối cao, thì ngành chứng khoán, ngành ngân hàng, vận tải đường thủy, hàng không, bảo hiểm, sản xuất thuốc lá và ngành phát thanh, truyền hình, phim ảnh và âm nhạc có mức lương bình quân vượt quá 100.000 tệ. Ngành viễn thông và các ngành dịch vụ truyền thông tin khác, ngành dịch vụ máy tính, ngành kỹ thuật phần mềm, ngành dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành thì ở mức 80.000 đến 100.000 tệ. Nội bộ ngành nghề cũng có sự chênh lệch tương đối lớn. Thí dụ ngành chứng khoán ở đơn vị có thu nhập cao thì lương bình quân năm của nhân viên vượt quá 1 triệu tệ. Ở đơn vị có thu nhập thấp thì lương bình quân năm của nhân viên không đến 50.000 tệ. Những ngành có mức thu nhập bình quân năm thấp dưới 20.000 tệ là dệt may và giày da. Mức lương bình quân của nhân viên không bao gồm hộ kinh doanh cá thể. Số liệu thống kê năm 2008 chỉ phản ánh mức lương bình quân của nhân viên ở các đơn vị nhà nước, tập thể, các công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, chứ không bao gồm hộ kinh doanh cá thể. Phương pháp được sử dụng là điều tra toàn diện kết hợp với điều tra ngẫu nhiên. Năm 2008, toàn thành phố tổng cộng điều tra 138.000 đơn vị pháp nhân bao gồm khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, cơ quan và đoàn thể xã hội. Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên thành phố được cơ quan thống kê tổng kết theo số liệu mà mỗi đơn vị báo lên. Tức là lấy tổng mức lương của cán bộ công nhân viên cả năm của các đơn vị chia cho số lượng cán bộ công nhân viên. Từ đó tính ra mức lương bình quân năm. Trong thực tế, mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Trung Quốc khá cao. Nhưng số liệu thống kê lại không phản ánh được sự chênh lệch này. Bốn, tại sao các nhà kinh tế học thường hướng đến tương lai còn người bình thường lại nhìn về quá khứ? Trong trường hợp công ty cho bạn một tấm vé xem hòa nhạc miễn phí, vị trí ở giữa hàng ghế đầu, giá 300 tệ. Nhưng đúng hôm xem hòa nhạc thì trời nổi gió tuyết lớn, khiến mọi phương tiện giao thông công cộng đều tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên buổi hòa nhạc vẫn diễn ra. Nếu bạn muốn đi xem hòa nhạc thì phải đi bộ trong gió rét nửa giờ. Xin hỏi bạn có đi nghe buổi hòa nhạc này không? Nếu tấm vé này không phải là công ty phát cho, mà là bạn tự bỏ ra 300 tệ để mua thì sao? Bạn có đi nghe hòa nhạc không? Ở trường hợp thứ nhất, rất nhiều người sẽ không chịu ra khỏi nhà, thà lãng phí vé xem hòa nhạc. Nhưng trong trường hợp thứ hai, nhiều người sẽ cảm thấy tiếc, nên dù gió rét và giao thông bất tiện cũng cố gắng đi nghe hòa nhạc. Tại sao cùng một vấn đề nhưng người ta lại có quyết định khác nhau? Ngoài ra chúng ta cũng không khỏi thắc mắc, tại sao người ta lại có động lực đi nghe hòa nhạc hơn khi tự bỏ tiền mua vé? Lý do nhiều người vẫn đi xem hòa nhạc là vì họ không nhận dạng được chi phí chìm. Trong ngôn ngữ tài chính, chi phí chìm sunk cost là khoản đầu tư thời gian và tiền bạc không thể lấy lại được do những quyết định sai lầm trong quá khứ. Loại chi phí này không được đưa vào trong những tính toán dự án. Mặc dù chi phí chìm thể hiện quá khứ, nhưng chúng ta đôi khi vẫn để chi phí chìm ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai. Những người ra quyết định thường phạm sai lầm này vì đôi khi họ không nhận ra được rằng chi phí chìm không thể bù đắp. Do đó, chi phí chìm không thích hợp với việc ra quyết định. Hơn nữa, chi phí chìm thuộc loại chi phí không kiểm soát được. Đó là những chi phí mà chúng ta không thể dự đoán chính xác mức phát sinh của nó. Ví dụ như chi phí xây dựng nhà xưởng là chi phí kiểm soát được đối với cấp trên nhưng lại là chi phí không kiểm soát được, tức chi phí chìm với cấp dưới. Đôi khi chi phí chìm chỉ là một phần của giá cả. Thí dụ bạn mua một chiếc xe đạp, đi được mấy ngày lại bán ở chợ đồ cũ với giá rẻ. Lúc này sự chênh lệch giữa nguyên giá và giá bán ra của bạn chính là chi phí chìm. Trong trường hợp này, chi phí chìm thay đổi theo thời gian. Thời gian dùng chiếc xe đạp càng lâu thì giá bán sẽ càng thấp. Ngược lại với chi phí chìm,
có một loại chi phí hoàn toàn không được phản ánh trên sổ sách kế toán nhưng lại rất quan trọng, cần được xem xét đến mỗi khi nhà quản lý lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư. Đó là chi phí cơ hội, opportunity cost. Chi phí cơ hội được định nghĩa là lợi ích tiềm tàng bị mất đi khi chọn một phương án này thay vì chọn phương án khác. Chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2001 Michael Spann cho biết, người bình thường thường không tính toán chi phí cơ hội, còn các nhà kinh tế học thì lại thường bỏ qua chi phí chìm. Không tính chi phí chìm phản ánh tâm thế hướng đến tương lai, còn tính toán chi phí chìm thì phản ánh tâm thế nhìn về quá khứ. Rất nhiều người trong chúng ta thường tiếc nuối, buồn phiền đối với những mất mát đã qua. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.